và thành ra tôi cũng hay dặn các bạn phải gọi cường nhiều để bạn thắng nhiều hơn, chứ anh mà bán được cái là mình cũng giống như kiểu bây giờ khởi nghiệp mà còn tạo nghiệp luôn á. Còn là thực sự mình hướng dẫn người ta làm, mình thu tiền của người ta để người ta mở, người ta mở đường, người ta tạo nghiệp luôn á đó. Nhưng mà cuối cùng á thì ngày hôm nay Cường đã khác một chút, qua những cái tháng vất vả thì bây giờ nó cũng ổn định hơn. Thì anh biết thì anh Cường chia sẻ gì về cái chặng đường mà từ ngày bạn bên mi tới bây giờ anh Cường nhỉ? Vài câu chia sẻ cho các bạn biết. Dạ nói gì nữa anh? Dạ, bởi vì thực sự anh Cường là một tấm gương, mình đi đâu mình hay nói hết, rất là kiên trì, cực kỳ kiên trì. Và cái thứ hai á, rất là chịu khó. Thậm chí nhiều khi anh nói ở ngay đầu kèo xét quá, kèo xét lại xong về nhà là nằm thở, tại vì sức khỏe của yếu là thở đến nỗi luôn á, mà vẫn tiếp tục duy trì. Nên anh Cường còn có nhỏ nữa cho nên cũng rất là khó khăn. Cho nên tôi lại anh Cường chia sẻ một chút cho để anh em các bạn sinh viên mình có cái động lực để phấn đấu. Còn từ một tháng mà chưa được 20 ổ mỗi ngày. Lúc mà nó còn một tháng thì cũng 20-25 cả năm xuống rồi, chứ không bao giờ lên được. Thì cái thành công không thì phải lấy kinh nghiệm là quyết tâm thì có thể. Cái đó là cái mọi chứng. Cái chứng mình là biết thì cái sự tâm mình chứ. Đó là cái thành công. Thì cái chứng tâm thứ hai nữa là cái chính mình phải lo tụi mình, cái việc tâm trạng ai hết, cha mẹ anh em gì cái tâm trạng sức khỏe của bản thân, còn tụi mình chúng ta thì nó rất tự do, các cái suy nghĩ đầu tư của lòng mình, dù là cha mẹ mình cũng sống trong cái cha mẹ gia đình chúng ta, nhưng mà những cái đầu tư của chúng ta thì không có hay hơn, cái gì vậy mà đang chơi là không có mở lắm, khi về là nó mở lắm. Hát đầu tiên rồi trời cũng biết hát hát mà đi chỗ này có bỏ trời rồi vậy đi con nhỏ đi nữa nhà đi sốt nữa trời cái đầu tiên nhất là cái ý chí và cái sống tự do của mình không trông chờ vào ai hết, nó là cái thành công ngày hôm nay. Mặc dù không có thành công lớn nhưng mà nó cũng ổn định về cuộc sống, nó cũng tự do và thoải mái về cái tinh thần và cái môi trường sống của mình. Đó là cái thành công như theo mình biết, theo mình suy nghĩ là vậy. Cảm ơn. Thì cái giai đoạn đầu mà cái tháng đầu nó khó khăn như vậy thì có lúc nào anh suy nghĩ là thôi mệt, có bây giờ tôi nghĩ nó làm cái khác thôi, là mình muốn nước không? Thật sự mà nói thì cũng không có dám nghĩ tới, thật sự lúc đó thì dốt ra hết rồi, không chắc gì hết, chỉ có một đường là cố gắng thôi. Khi mà xương diện sang những chiếc xe đó là khoảng một triệu gì đó, thì chỉ còn vài trăm ngàn để mua đồ đạc tới luôn, không hết dốt rồi, không còn có đường nào cả, cố gắng, chỉ có một đường mong hoài, không có xin niệm. Lúc đầu đó là nuôi vợ con đẻ nó hết tiền. Có nghĩa là vợ anh Cường là mới sinh, là cái lúc mà anh Cường vợ thì sinh xong thì đi làm, anh Cường ở nhà là giữ con. Mà các bạn biết rồi, em bé mới sinh thì hay là thức dậy sớm, nhưng ngủ khuya, thức khôn, rồi thành ra nhiều hôm lắm ngủ luôn, lúc bạn mới bây giờ. Cho nên là... Thậm chí là bây giờ cũng vẫn còn thức đêm, đêm giữa không phải làm. Dạ, thế mới là thì sau thời gian cố gắng như vậy thì bây giờ ở thời điểm hiện tại á, anh cảm thấy là cái chốt bệnh mi mà hại của cái việc mà hợp tác với bệnh mi mà hại thì tới thời điểm hiện tại anh cảm thấy như thế nào nhỉ? Thấy hiện tại thì nó cũng được ổn định lắm, cũng hơi ổn định, mà hai được cái là cái thương hiệu thì nó ngon á, người ta tới nhiều á, trà chả cá này nó ngon với nước mắm, cái nhờ được hai thương hiệu đó rồi mình cũng an tâm về cái kinh doanh của mình. Yeah. Cho nên không có sợ người ta như là nó cạnh tranh gì đó, nhiều mặt hàng khác. Nên cũng an tâm về cái phần đó. Dạ, biết là cuối cùng anh Cường có lời gì mà chia sẻ cuối cùng nữa nha. Thì cũng chia sẻ với mọi người và anh em và mấy bạn ở đây thì cũng
cố gắng lên đi, đừng có nản chí thôi. Chứ cái gì cũng vậy, cũng sống tự do là hay nhất, đừng có trông chờ dò ai. Đó là cái điều hạnh phúc nhất con người.